Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến Estella Palace. Ai đâu? Sorry. Có vẻ rất gì phần này nọ. Anh thật muốn thôi. Thôi, em mới ngủ dậy cho em hơi sẽ lạ mà. Đây, có đi lại. Như là một người yêu. Khi mà yêu thì mình sẽ luôn muốn cái bạn trai đó phải chủ động. Chủ động đưa mình đi chơi, chủ động nói nhắn tin với mình trước. Chứ mình không muốn là mình là một người chủ động. Tại vì mình khá là nhát trai. Nên là mình nếu mà bạn trai đấy mà không chủ động thì nói chung là cũng không thể đến được với nhau. Đối với BMAT, sự quan điểm yêu thì mình yêu hết mình, hoặc cái người mà mình thương. Và khi mà nó đến và nó hết đi thì mình cũng sẽ phải dọn dẹp nó một cách gọn gàng sạch sẽ để nó không để lại một cái nỗi buồn nào hết, hoặc là một cái vết gì đó nó làm ảnh hưởng đi cái quá trình mà hai đứa đã từng cùng nhau tạo nên cái những cái kỷ niệm đẹp đó. Ghê vậy. Giấu vậy. Giấu gì kìa mình đâu. Nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện đó chính là phải tham ra mắt người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Trong gia đình thì cả hai bố mẹ đều như nhau, nhưng mà mình thân với cả mẹ hơn. Tại vì hồi xưa, hồi bé là cô giáo có bảo là không được kiểu đi cạnh các bạn trai, đồng cạnh các bạn trai đấy, về nhà mình cũng sợ, tự sợ bố mình luôn. Mẹ thì là một người luôn kiểu hy sinh tất cả mọi thứ cho chị em mình, và lúc nào đến bây giờ thì lúc nào cũng gọi điện hỏi uống thuốc chưa, ăn cơm chưa. Nhưng mặc dù mẹ mua cho mình rất là nhiều thuốc bổ nhưng mà mình không bao giờ uống cả. Mẹ à, con sẽ giới thiệu người yêu của con cho mẹ. Đây, từ từ, người yêu của con ngày hôm nay chính là đây. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Bác đang làm công việc ạ? Bác đang làm. Dạ, dạ vâng. À, gần đây bác làm việc. Dạ, oh wow. Dạ. Rồi. À, hôm nay con là bạn trai của Phương Anh, cho nên là con muốn dạ ra mắt để con chào bác ạ. Dạ con tên Bi ạ. Nhưng mà thằng con tên gì đấy? Dạ đây, dạ tại vì con gái bác mới dễ mà con. Khi mà mình giới thiệu Bi cho ba mẹ của mình thì mình đang khá là run, tại vì đây là lần đầu tiên mà mình lại giới thiệu bạn trai của mình qua FaceTime. Nó không lịch sự cho lắm. Nếu mà đấy là sự thật ý, thì chắc chắn là mình sẽ phải dắt bạn trai đến gặp mặt bố mẹ trực tiếp chứ không phải là gọi qua FaceTime. Mà mình đoán là khi mà bố mẹ mình nhìn thấy Bi Max thì sẽ cảm thấy là em trai, nhưng mà lại khác với những lời mình nói ấy, là mình không thích những bạn trai ở trong nghề. Nên là bố mẹ mình có khi là sẽ rất là sốc, tại vì thấy mình thay đổi quan điểm hơi nhanh. Khi mà được ra mắt phụ huynh của Phương Anh thì cảm thấy rất là vui. Vui là tại vì được gặp hai bác, mà hai bác cũng rất là thoải mái. Hai bác cũng rất là nói chung là chịu giỡn. Chứ mình cũng không có gì gọi là quá căng thẳng. Lúc đầu cũng hơi hồi hộp tại vì người lớn mà. Nhưng mà hai bác thì rất là hiền, cho nên là mình cũng cảm thấy một phần rất là vui vui trong người. Bác cho con hỏi nha, bác đừng giận con nha. Ánh mắt đầu tiên rồi bác nhìn con là như thế nào ạ? Bác cứ nói thẳng là bác đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cao nào, cao nào. Ôi, bác đang đúng rồi ạ. Bác đang chính xác luôn ạ. Bác cho con hỏi bình thường, thí dụ như mà Phương Anh có bạn trai, Phương Anh có hay FaceTime và hay giới thiệu không ạ? Chưa bao giờ. Chưa từng. Dạ, dạ. Họ hèn chi nãy bác giật mình. Ok bố. Dạ, chào bố nha. Phương Anh nghĩ là bố mẹ có cảm tình với BMAT, tại vì cách nói chuyện của BMAT cũng rất là hiền hậu này, rất là gần gũi này, rất là thân thiện với mọi người, không bị khó gần, nên là bố mẹ mình sẽ chấp nhận. Cảm nhận của Bi khi mà thấy được Phương Anh với gia đình của Phương Anh thì mình thấy là một cái sự thân thiết. Khi mình thấy được một cái gia đình mà mọi người đều có thể chia sẻ với nhau từ cái điều nhỏ nhặt nhất thì mình cảm thấy
họ rất là tình cảm và mình cảm thấy cũng rất là vui. Một người đàn ông ý, khi mà gặp con rể của mình ý, khi mà đã có con gái rồi thì luôn luôn là muốn con gái mình được trao cho những người đàn ông mà nó tuyệt vời nhất. Tại vì bố mình cũng chính là một người đàn ông nên là sẽ hiểu được tất cả các cái thói hư tật xấu của người đàn ông. Nên là bố mình sẽ mong chờ ở con rể nhiều hơn, là có khi nhiều hơn cả mẹ mình. Yeah, hello bạn mình ơi. Ngày hôm nay mình gọi cho bạn là tại vì mình muốn chia sẻ với bạn là mình đã có người yêu rồi nha. Yeah, dạ, đừng ngạc nhiên nha, kiếm chỗ dựa đi nè. 1, 2, 3. Chào anh có biết em không? Có quen em không? Rõ ràng em rất là quen luôn. Ừ, sao vậy? Tụi tao yêu nhau không được hả? Quen con trai, quen con trai. Thật là quen con trai. Ai biết được, mà thấy hợp không? Hợp yêu thiệt. Yeah, được nha, được nha, được nha. Khi mà ra mắt bạn thân của anh Bi thì mình cảm thấy là căng thẳng, tại vì không biết là bạn thân với nhau thì sẽ hiểu nhau nhiều hơn, nên là khi mà mình ra mắt thì trong đầu của anh ấy sẽ có suy nghĩ gì về mình, lo là mọi người sẽ có cái đánh giá gì đấy về liên quan đến mình khiến cho mình hơi lo sợ một chút. Em phỏng vấn anh Bi Mắc đã độc thân bao nhiêu lâu rồi? Thì anh chơi với Bi thì anh cũng biết đâu, Bi độc thân cũng chắc phải hơn năm rồi. Nói chưa, nói thiệt chứ bộ. Thế hôm nay tự nhiên lại được thử yêu. Tại vì Bi rất là, nó không phải là cái chọn mà Bi yêu ai thì Bi cũng thấy kiểu em lâu dài kiểu vậy đó. Cho nên là mấy em trẻ trẻ bây giờ đang kiểu quen quen Bi qua đường. À thế hả? Quá siêu quá nhiều. Trời, thương bạn tôi ghê luôn á. Thương quá. Bạn ghét luôn luôn bạn. Mấy em trẻ trẻ bây giờ là quen anh Bi qua đường. Ghét nha chú, ok thôi, cảm ơn chú nha. Không phải là vì kém chọn đâu, mà lại vì các em trẻ trẻ bây giờ chỉ muốn qua đường thôi. Khổ thân của quý vị à. Thấy anh khổ thân thiệt chứ bộ. Bởi vậy cho nên anh phải giữ kín mình. Không được. Mình không được trở thành một cái món thử được. Hãy cùng nhau chọn một vật dụng gia đình, ga giường, trang phục ngủ, nội thất, ga giường, nhẫn cưới, nêu những quan điểm tổ chức đến hôn và thời gian dự kiến. Anh muốn đám cưới ở đâu? Nếu theo anh hả, anh mà muốn đám cưới thì anh sẽ muốn đám cưới ở trên một cái hòn đảo. Wow, thế là một hòn đảo. Thì mình có một cái resort trên hòn đảo đó. Tại vì bản thân anh là một người cũng thích biển mà. Làm ở Vân Đồn cũng được. Vịnh Vân Đồn. Nó rất là ok để cho mình có thể tổ chức đám cưới, tuy nó không có mắc tiền đâu. Nó rất là dân dã, rất là bình thường luôn, nhưng mà nó đẹp. Còn nếu mà em thì sao? Em muốn kiểu ở một cạnh một cái, nói chung là biển được, là sông được. Ôi sông á, sông là chỗ nãy á. Không phải. Kiểu vườn kiểu tây tây một tí, xong rồi chỗ chút vào buổi tối. Thích nhỉ. Mà kiểu ít người thôi. Ừ, em sợ mình đám cưới đông không? Khi mà thấy Phượng Anh cười nhiều như vậy thì mình cũng cảm thấy ngày hôm nay mình cũng đã làm được một phần gì đó, thì mình cũng cảm thấy mình cũng hài lòng. Đính đến thời điểm hiện tại thì có khoảng 50% làm con rể của bố mẹ mình. Tại vì thực ra mình vẫn chưa tìm hiểu được kỹ lắm. Bố mẹ mình sẽ còn phải dựa trên nhiều yếu tố như là nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, quê quán xuất xứ. Bố mẹ mình sẽ không cho mình lấy một anh nhà quá xa nhà, tại vì ở Việt Nam thì mỗi mình ở trong nhà. Thế nên là mình sẽ ở với bố mẹ mình gần nhất. Bố mẹ mình rất là lo cái chuyện mình sẽ lấy chồng ở xa. Rất đẹp nhá, xịn nhờ, xịn nhờ. Wow. Ôi, đi qua đây này, qua đây này. Ui, tương coi xinh dường nhờ. Có đất nắm không? Ui, ba em. Chịu. Ui, đèn xinh quá ha. Ui, dường ảnh xinh thế. Nên về phòng của mình nha, cái này là phòng của mình ha. Đẹp quá.
Về shopping thì Phương Anh rất là thích đi shopping ở trong các cái shopping mall, hoặc là đi đến những cái local brand của Việt Nam, hoặc là đi đến tất cả các nước nào khác thì mình cũng rất là muốn khám phá cái người dân địa phương người ta mặc như thế nào và người ta bán những cái thứ gì. Nếu mà sau này anh mà có gia đình, cái phòng ngủ sẽ là cái phòng đẹp nhất luôn, cái phòng tốn tiền nhất. Chuẩn đấy, cái phòng đấy là mình nghỉ ngơi mà. Cái phòng đó là cái phòng tốn tiền nhất và cái view nó phải là một cái view chuẩn. Để khi mà mỗi lần mà mệt thì chỉ muốn về nhà về cái ổ thôi. Em thích cái giường phòng ngủ phải to đùng hơn, to hơn này. Phải to. To từ như này. Anh muốn to và cái nhà vệ sinh nó phải thông với cái này luôn. Ủa con kìa, hôm nay cho con cưng kìa. Em thích con gái. Em thích con gì, con gái hả? À? Anh thích sinh đôi. Wow. Không biết sao anh có một cái sở thích đặc biệt với những trẻ em sinh đôi. Hơi cực. Cực nhưng mà một lần là nó có hai đứa nó vui không? Mua tả cũng mua hai bịch, mua bình sữa cũng mua hai cái. Đồ cứ hai bộ, giường cũng hai cái. Ô cha. Các bạn nhìn thấy màu áo vậy chứ Bimax lại thích màu xám, màu đen và màu trắng, ba màu chủ đạo trong cái tủ đồ. Còn bình thường Bimax mà ngủ ở nhà thì Bimax từ nhỏ tới giờ luôn có một cái bộ đồng phục để ngủ. Đồng phục ngủ ở đây là nó là một bộ pyjama của mẹ may cho mình, là quần dài, áo tay dài, có túi hộp. Và nó rất là nhiều màu sắc, màu nâu có, màu xanh có. Khi mà mình mặc những cái bộ đồ đó vô ngủ thì mình cảm thấy nó rất là thoải mái. Khi mà không có nó nhiều khi là khó chịu. Khi mà đi ngủ thì Phương Anh sẽ mặc những bộ ngủ hơi có hơi hướng đáng yêu một chút, có những cái màu sắc nó tươi sáng, chứ không có, mình hầu hết là không thích hình thù hoạt hình nào đó. Bộ ngủ của mình sẽ có những điểm nhấn nhá như kiểu bèo nhún hay là màu sắc nó tươi sáng. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi vậy đi. Em sẽ vào đó chụp cho anh một tấm hình mà những cái nội thất, một cái tủ quần áo mà em thích. Yes. Còn anh thì anh sẽ là lượt sau. Bây giờ okay. Em lượt trước nhé. Ok. Bây giờ sẽ đi ra ngoài chim chụp. Mong là chúng ta sẽ hữu ý. Mong bao tiếng nuôi trái tim vỡ tan. Mà quá nhiều ngăn nhỏ ấy. Nhặt lại từng cánh sừng. Thì nay thì phải gấp quần áo à? Không thích gấp quần áo đâu. Đây còn rất nhiều ngăn nữa. Một từ chữ đâu quá hợp lý. Yeah. Xong. Sao rồi? Em đã xong. Chưa? Em đã chọn cái tủ cực kỳ là hợp với những người lười. Ok. Đấy là một gợi ý. Mày. Nó rất hợp với những người lười vì không phải gấp quần áo. Với hình mẫu lý tưởng mà trong đầu mình luôn luôn nghĩ tới thì Bimax có những điểm sau. Đẹp trai, có cao hơn mình một ít cũng có. Rồi tay, chân tay rắn giỏi cũng ok. Về tính cách thì cũng hiền, biết cách nói chuyện này, không bị vô duyên này. Là một người cũng khá là yêu cái nghề nghiệp của mình. Mình nghĩ là còn những cái khác thì mình chưa tìm hiểu sâu lắm, thì mình nghĩ là Bimax được khoảng 7-8 điểm trong cái hình mẫu lý tưởng của mình. Bây giờ mình chia theo khu trước đi. Bây giờ anh sẽ có chọn khu bên đó. Và anh chọn của anh là một cái tủ bốn cánh, có một cái màu rất là gỗ. Em cũng màu gỗ, nhưng mà em không đoán được, em không nhớ là nó bao nhiêu cánh vì nó rất là phức tạp. Tại vì anh thích cái gì đó nó cổ cổ gỗ gỗ vào đây. Đây cái hình của anh. 1, 2, 3. Yeah. Nhầm rồi. Không liên quan gì luôn. Liên quan. Cái tủ này nó dành cho người lười vì không phải gấp quần áo. Đúng rồi, anh thấy không, mở cửa luôn á. Ừ. Tại vì đối với anh thì anh lại thích cái này hơn. Đơn giản. Đơn giản như là nó bằng gỗ với lại đồ đạc mình sẽ được giữ kỹ trong cái tủ á. Còn để như vậy thì nó cũng tốt á, nhưng mà sợ nó bụi. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ đúng một cái gì đó, nó gọi là gỗ gỗ. Gỗ. Thôi nếu mà chúng ta về chung nhà chúng ta phải mua hai cái tủ ấy. Đúng rồi đấy. Khi hai ta về một nhà nhất định phải mua hai cái tủ. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang một cái store khác để xem vài món nữa. Đẹp mà. Dương à. Bimax rất thích màu vàng cho nên là cái giường của Bimax màu nâu. Mình rất thích màu trắng ở trên cái giường tại vì nó luôn luôn giống các cái
giường của khách sạn hoặc là giường của các khu nghỉ dưỡng nó trông rất là relax. Rất nhiều. Xin chào ạ. Đây em sẽ đi lựa coi cái màu nào nó thích hợp. Vâng, cảm ơn chị. Dạ, đây thì có cô Tông với lượng. Em thử suy nghĩ đi, đỉnh cao quá nè, êm quá luôn á. Em thích quá nè. Và được lựa một cái giường, mình sẽ lựa một cái giường to. To, thật là to, to từ đằng này ra đằng kia. Không được, phải ngủ mới được. Không, phải tắt mất cái đèn. Tắt chùm em mấy đèn đi. Em thích màu gì? Xanh hoặc là đen hoặc là đèn nâu. Nâu. Ồ, tím. Nghe cái tên mà là muốn ôm rồi. Vì Phương Anh nói với Bi là Phương Anh thích màu tối thì mình sẽ lựa những cái gam màu tối. Màu tối thì không thể nào đi màu đen, thì màu đen nóng lắm các bạn ạ. Thì mình sẽ lựa cái nào màu tối nhất ở đây. Tím thì chắc cô này không thích tím mộng mơ rồi. vì cái nói chuyện thì mình thấy cả ok, cũng vì cả hai đều biết cách nói chuyện với nhau. Nhưng mà để mà sâu trong con người thì mình cũng chưa biết được là như thế nào. Mình còn phải cần nhiều thời gian để tìm hiểu hơn nữa. Wow, quá nhiều. Mình thì chưa có gợi ý nào từ Bi cả. Nên mình cứ chọn theo cảm tính thôi. Một bộ họa tiết là một bộ không có màu, chỉ có màu. Trong bộ họa tiết này trông men phết. Con trai thì hay thích màu xanh. Đó là như vậy. Khi mà hai đứa đi lựa đồ thì hoàn toàn không có giống cái nào luôn. Có thể là hai đứa đó thuộc dạng là hai cái trường phái và hai người đều có hai cái sở thích nó hơi giống nhau thôi, chứ không phải là giống nhau hoàn toàn. Về mọi thứ thì nó đều có một cái chút gì đó giống nhau, nhưng mà nó không phải là 100%, nhưng mà nó cũng rất là thú vị. Tại vì khi mà mọi thứ nó đều rập khuôn với nhau thì nó lại quá nhàm chán. Cái này là của em chọn nè. Và đây là của anh chọn nha. Đây. Em mở nha. Hey. Thất vọng chán chê đấy. Em trông cái này cũng có vẻ nhã nhặn, là màu xanh hợp với con trai. Đúng không? Màu tối nữa. Anh thích màu vàng, này hợp anh nè. Anh thích màu vàng đó. Kia luôn á. Kiểu vàng giống hoàng cung như đó. Ồ thế hả? Ừ, giống phúc kích. Thu lạ đấy. Con trai thì thích màu xanh rồi, nên là màu trơn thì chắc màu xanh. Yes. Ok. Tới anh. Ta-da. Wow. Đúng là con trai yêu con gái rất là mộng mơ. Cái này anh nghĩ là em thích màu tối. Ok. Yeah. Còn màu hồng thì khỏi nói rồi. Nhìn nói với con này đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua coi đáp án nha. Yeah. Nhìn em. Wow, sát. Rồi chúng tôi rất là vui. Tính ra là hai anh em mình cũng hiểu ý á. Mình có thể đi xa được với nhau á. Tại sao? Ờ, hiểu ý ghê luôn á. 4 cái là 8 cái là chọn 8 cái khác nhau luôn á. Nhưng mà nói cho cùng thì nó vẫn có một cái gì đó tương đồng. Em quá hiểu anh. Anh là nghĩ em thích màu hồng cơ. Em không thích màu hồng. Nãy giờ mình chọn cái con kia em lại chọn màu hồng. Màu tối về màu tối đâu. Nhưng mà không sao. Vẫn cảm ơn em vì đã chọn quá đẹp nhỏ, em cảm ơn. Sau khi trải qua rất nhiều thử thách thì em thấy là hơi lệch một chút. Bọn mình chả chọn đúng một cái đáp án nào trùng với nhau cả từ đầu đến giờ. Từ sáng tới giờ thì thật sự là rất là nhiều cảm xúc. Đối với Bimat thì cũng là một người rất là khó để mà mình rung cảm. Nhưng mà Phương Anh đã làm Bi một khoảnh khắc nào đó đã rung động. Nó không phải là rung động hoàn toàn, mà nó lại để lại một cái dấu ấn gì đó về một Phương Anh rất là dễ thương, rất là chịu giỡn, rất là đáng yêu.
sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Người ơi em có hiểu được anh không? Và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không? Mà anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm. Ước mong thời gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu. Rằng ngày mai nếu có được lại nhau thì anh cầm cầm tay anh ôm em thật lâu. Anh mơ. Hello, hello. Yeah. Uầy, quá bất ngờ luôn đi. Mọi người. Vui chứ hả? Quá là bất ngờ. Quan trọng là em chỉ cần vui và em bất ngờ là được rồi. Quá vui. À, giờ giờ trước đây đói rồi đúng không? Vâng. Ok. Rồi mình vào bữa tiệc nha. Yeah. Hai chai rượu trắng Alan Scott Sauvignon Blanc Origine. Yeah. Thank you. Xin mời anh thử. Yeah. Ok. Xin à. Enjoy. Rồi, cảm ơn. Đến hôm nay thì mình thấy là mình sẽ cho Vimax cơ hội để chúng mình tìm hiểu nhau hơn. Với tính cách của Vimax thì cũng khá là dễ để mình có thể tìm hiểu. Và Vimax cũng có khá nhiều điểm thú vị để mình có thể đi sâu hơn. Vì Vimax mình thấy là gọi là một người khá là sâu sắc, nên là mình cũng khá hứng thú cái việc tìm hiểu về Vimax. Bi và Phương Anh vẫn cảm thấy được là có thể hai người sẽ dành cho nhau khoảng thời gian ở tương lai để hai người cùng nhau gọi là cùng thêm training, cùng thêm trải qua, trải nghiệm thêm nhiều tiếng, theo nhiều giờ nữa, để cho hai đứa sẽ có được một cái gọi là nhận định chính xác nhất về mối quan hệ. Có thể là nó sẽ thành một cặp, một đôi rất là vui, hoặc song song đó nó có thể thành một cặp anh em chia sẻ, chi kỷ và có thể là cùng nhau đi chơi, sinh hoạt bình thường, có thể là thoải mái gọi nhau, gặp nhau và có những trải nghiệm như ngày hôm nay bình thường. Và đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Em để anh chút. Đi anh để em hết xong anh đi. Đi hả? Ừ. Thôi bây giờ anh đi về luôn chắc kỳ lắm mà. Anh đi về luôn chắc anh giật mình luôn á. Kiểu uống bi đâu rồi. Anh đi về em sốc luôn hả? Sốc luôn á, kiểu đến như một cơn gió xong. Gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu, rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau. Chưa hết đâu. Còn rất là nhiều điều bất ngờ. Làm sao bất ngờ thế nhở? Ôi. Đây tặng em. Rồi. Còn một phần quà nữa. Nhưng mà cái phần quà này chắc là anh sẽ phải là người thử cho em. Maybe I didn't love you quite as often as I did. Quá đẹp. Lung linh luôn. Hôm nay có những cái mà anh dành cho em thì em cảm thấy như thế nào? Là chưa một người nào làm cho em như thế luôn. Thế hả? Chưa. Yeah. Được. Hôm nay những cái mình hai anh em mình trải nghiệm như là anh và em trải nghiệm. Thế nói gì đó anh không biết trong tương lai nó như thế nào. Tại vì mình không thể nào nói trước những việc tương lai được đúng không? Nhưng mà ở một góc độ nào đó thì mình vẫn có thể. Tại đối với anh cảm xúc nó cũng khó đến. Nhưng mà khi mình đến thì mình phải xác định nó là gì và
nó phải như thế nào, tại vì tất cả những cảm xúc anh đều rất là quý trọng. Và mình vẫn dành cho nhau một cái khoảng thời gian sắp tới, một cái tương lai xa hoặc là một tương lai gần, để mình có thể tiếp tục. Tại vì nó 24 giờ thì tuy là nó không dài, nhưng mà nó thật sự nó cũng không ăn. Em hay nói chắc anh là tại sao anh không quan tâm. Cho nên là nếu mà cái gì đó nó có xảy ra thì mong rằng em sẽ lướt qua nó được. Tại vì anh nghĩ là cái kỷ niệm và những cái đẹp nó đủ để mình lướt qua cái đó. Em thấy đủ mà. Vừa đủ. Vậy thì anh có thể ôm em một cái được không? Được. Ok. Một câu rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì em có cần tay anh ôm em thật lâu.